Tiền Giang. Còn cái này là chiếc sườn nước Green 98. Này được anh Long An đặt nha anh. Đây là chiếc màu xanh nhiêu nè. Đó. Áo Green luôn, chưa sơn lần nào, tem Green luôn. Nhưng mà anh chủ không thích cái phong thủy màu xanh nên đã nhờ mình sơn lại màu đỏ. Đây, sơn. Chết mẹ, bên đây màu đỏ. Dàn áo Green rất là dày dặn anh em. Bên trong là mũ mỡ gà không. Đây nè, cái dàn anh em nhìn nè. Đây là nguyên bộ áo nha. Mặt nạ nữa nè. Cũ nó màu xanh. Có cái logo mặt nạ luôn. Logo này là được gớt từ cái mặt nạ này ra nha anh em. Anh em nào có ấy thì mình sẽ chia lại. Tại vì cái logo này anh chủ không còn dán ở đây nữa. Đi cái logo tồn kho luôn nha anh em. Đây. Đúng ghim theo xe. Đúng ghim theo xe là bên trong nó sẽ có ký hiệu nha anh em. Đây cạo ra. Nghe đây nó có cái ký hiệu. Đây là gớt xe luôn. Đây đồ đã vừa sơn rồi đó. Thử mỡ gà không nha. Bao cứng luôn, rất là dẻo. Chuẩn bị mình lắp lên xe. Đây là chiếc xe. Đây 98 sườn lốc kim bu ngang tới cổ. Và đặc biệt chiếc xe này được anh chủ tước chạy rất là cưng. Đây sườn dán keo dán cổ luôn. Cục zin chưa sơn lần nào nha anh em. Keo dầu nè. Đây còn keo dầu. Keo dầu rất là ok luôn. Đây, niền zin 98. Căm đầu núm. Căm anh em nhìn kỹ nha, cái đầu núm rất là cao nha, căm zin cái đầu núm rất là cao luôn. Gin tay gin nhưng là chưa phục hồi lần nào. Đây, xích lên đây này, cầm công tắc chữ nổi mà được dán keo rất là kỹ nè. Cái ghi đông rồi chủ tước test lớp mới bò rất là dày, không bao giờ xét được. Rồi gin tay xe này còn rất là nhiều nghe nè. Bắp yên. Đây mình xăng chạy chỉ luôn anh em. Và cái đồ cái sườn gin bên mình á, đặc biệt là đi giám định không có tẩy gì nghe nè, số. Chiếc này mình đã cho ra biển số rồi. Đây nè, lớp keo đường chủ tước dán nè. Anh em thấy không, rất là kỹ. Hai bên này đóng cứng nhắc luôn. Và phần tem gấp bên đây, tem gấp bên đây còn nguyên những con ốc rất là liền lạc, một màu một. Ra phần bên nhớt, cái bình nhớt này nè, đây là màu mỡ gà nha. Cái bình nhớt pha của nó màu mỡ gà này. Tên cái bình nhớt có chữ Made in Japan.
Đây là bình xăng 98. Có đóng cái chữ C8 luôn nè. Đây là cái tem Motoshop Zin. Cái dấu xẹt xuống màu đỏ là nằm ở trong cái chữ O. Anh em phân biệt cho nó rõ, còn gỗ mới bây giờ là nó nằm có nửa chữ O, nằm ở ngoài. Đây chạy chỉ nước sơn Zin. Đây mé sườn bên đây. Mé sườn bên đây mà anh em đi mua xe coi sườn lốp kia nữa, mình coi cái mé dưới đây. Quan trọng nhất cái phần dưới đây là nó phải còn đẹp mức độ này. Nó còn liền đẹp gì là ok nha anh em, để tránh cái phần mà nó sắp mục quá. Anh em phải coi kỹ chỗ này. Sắp mục về nó cong rồi mình chạy không được cho lâu nó mục. Đây là cái đuôi cá với lắp lốp rồi là chưa sơn. Kia thì nó cũng phải có bong chóc chút cảnh nha nè. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình ấp chiếc áo vô nghe nè. Bây giờ cái áo này ấp vô xong rồi mình theo yêu cầu của anh chủ là mình sẽ lên tem 99 nha. Áo đỏ tem 99. Tại vì mỗi người mỗi sở thích mà nè. Người nào thích theo kiểu nào thì mình làm kiểu đó hết. Đây trái đèn cũ nó trái đèn OM quá mờ nha nè. Mình vô cho chủ cái trái đèn in tồn kho chưa sử dụng. Trái này vô là sáng dữ lắm nha nè. Chưa sử dụng đủ màu luôn nè, xanh nền đỏ đó nè,
có cần cái nào thì cứ alo liên hệ mình. Đây ba màu em đợi nghe điện mình nha. Chiếc xe mà sườn lốc kim á, mà sườn còn đẹp, cái alo liên hệ mình nha, mình sẽ hậu lại cho anh em với giá hợp lý. Đây chiếc xe giờ mình sẽ giao cho anh khách, chiếc này là giá ra đi là gần 300 triệu nha anh em. Đó, đây là anh khách đến từ Long An. Gabi sườn lốc kim 98. Nó đã có được một cái niềm cho đam mê rất trọn vẹn anh em. Đó. Anh em nào có cần xe cái alo liên hệ mình nha, mình kiếm cho sườn lốc kia.
rồi chào các bạn đi.